Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Chính Hiệu. Thì trước đây mình đã làm một clip về canh chỉnh phụ ESG Sport trên các dòng phụ cho SH Việt Nam Vario và nhận được nhiều yêu cầu của anh em về hướng dẫn canh chỉnh đối với các dòng xe sử dụng phụ Monoshock như là Winner, Exciter và Rider. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip canh chỉnh với dòng phụ ESG Sport trên chiếc Winner X này. Thì tương tự như các dòng phụ G-Sport khác thì việc đầu tiên anh em cần làm chính là đo cái độ trùng của xe hay là còn gọi là SAG và sau đó canh chỉnh là tải trước của lò xo. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đo độ trùng của xe hay là SAG. Thì đầu tiên anh em cần làm là đánh dấu một điểm bất kỳ trên xe và chọn một điểm cuối. Đầu tiên mình sẽ đo khi mà xe chưa có tải. Thì đây mình đang đo được là chiều dài của độ trùng xe bây giờ là 46,5 cm. Và bây giờ mình sẽ mời bạn chủ xe leo lên ngồi và đo lại. Như anh em thấy là bạn chủ xe sẽ leo lên ngồi và hai chân đã cách hoàn toàn vào mặt đất. Thì bây giờ mình sẽ đo lại cái khoảng cách độ trùng của xe. Thì độ trùng của xe bây giờ là vào 45 cm, tương đương với việc là xe trùng xuống vào khoảng 1,5 cm. Thì đây nằm trong cái độ trùng mà tiêu chuẩn của ESG. Thì với cái độ trùng này lò xo không quá cứng và cũng không quá nặng và phù hợp với cái cân nặng của người lái. Nhưng mà với bạn chủ xe này thì bạn vẫn yêu cầu là phụ mềm hơn một chút nữa, thì mình có thể xả từ 1/4 đến 1 vòng. Thì để thực hiện việc xả lò xo cho nhẹ hơn, anh em có thể sử dụng cái bộ đi kèm trong hộp là một que thép và một lục giác buộc không chịu tải hoàn toàn và dựng chống đứng lên. Bắt đầu mở một con ốc khóa trên phụ. Anh em lưu ý là phải mở hoàn toàn thì điều này sẽ không làm hư răng trên phuộc. Và mình bắt đầu xả lò xo ra. Sau khi xả lò xo ra 1/2 vòng thì bây giờ mình đã khóa con ốc này lại để cố định cái cùm tăng lò xo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đo lại cái khoảng nhúng xuống của phuộc. Thì bây giờ cái khoảng nhúng xuống là vào 44,5 cm, tương đương cái độ trùng xuống của phụt là vào khoảng 20 mm. Đây vẫn là nằm trong khoảng cho phép của ESG. Và bây giờ thì tiếp đến là mình sẽ canh chỉnh lại cái rebound của phụt. Và để tiến hành canh chỉnh rebound thì việc đầu tiên em cần làm chính là xả hoàn toàn rebound về không bằng việc xoay theo hướng mũi tên của hình chữ S đây. Và sau khi đã về không thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại mức cân bằng là 16 và sau đó mình sẽ canh chỉnh lại, thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Ok, và bây giờ mình sẽ nhờ bạn chủ xe chạy thử và tinh chỉnh lại nếu cần thiết. Và sau khi mà bạn chủ xe đã chạy thử thì cái mức này vẫn còn khá là cứng, tốc độ phụt hồi lại lúc này vẫn còn chậm, chưa kịp đáp ứng với các điều kiện đường mà bạn đã chạy. Thì mình sẽ xả cái rebound ra 2 click và sau đó sẽ đưa lại cho bạn chạy thử. Ok, và sau khi đã chạy thử 2 lần cùng với mức cái tinh chỉnh này á thì bạn chủ xe rất là hài lòng, thì mình sẽ để nguyên như vậy và bắt đầu gắn dàn áo lên và hoàn thiện chiếc xe của bạn. Thì đây là những cái mức setting mà để cho anh em tham khảo, bởi vì mỗi anh em có cân nặng, cách chạy và sở thích khác nhau sẽ có những setting khác nhau. Anh em có tham khảo theo cái video này của mình và tự tinh chỉnh trên dòng ESG Sport trên xe của anh em. Và cảm ơn anh em đã theo dõi, hãy bấm like và subscribe để ủng hộ Phụ Tùng Chính Hiệu.